chào tất cả mọi người. Thì giờ Sang đã sau chương trình đó, thì Sang tới bây giờ vẫn chưa có, giống như chưa hoàn hồn. Hiện là lẫn lộn lắm, tại vì vui rồi cảm động có rất là nhiều sau chương trình. Tự nhiên Nhi nhéo Sang cái phải sự thật không? Ây dạ. Vậy là sự thật rồi. Ấn tượng đầu tiên Nhi bước ra là một người con gái dịu dàng. Sang bị ấn tượng bởi nụ cười rất là tươi, rất là đẹp. Giờ 4 chàng trai, mỗi người có một cái vẻ riêng khác nhau, nhưng mà qua nhiều vòng thì mình càng ngày càng hợp nhau hơn. Thì lúc đó và ngồi tại đây là người mà em cảm thấy hợp ý, với lại hợp về cách ăn uống cũng như là cách nói chuyện nhiều nhất. Mình thấy hẹn hò ngay. Chút xíu nữa em thích đi ăn gì? Em rất thích ăn vặt. Có thời gian thì anh sẽ làm tất cả những cái món mà em thích. Nếu cái món đó mà anh chưa biết nấu thì anh sẽ học. Vậy thôi, vậy chúng tôi phải đi hẹn hò ngay nhé. Bây giờ các bạn nhớ ủng hộ cho sau chương trình Ẩm thực kỳ duyên, thì các bạn nhớ ủng hộ xem và cho các thí sinh về sau nhé. Được không? Xin chào. Chào đón xem nhé. Đón xem tập 9 Ẩm thực kỳ duyên, phát sóng vào lúc 20h30 phút thứ 6 ngày 23 tháng 11 năm 2018 trên kênh HTV7.